Bên nào cũng dai, đừng có da. Bên chị mình hả? Đây là mình không? Trời ơi. Dai quá em, ngon nhưng mà dai. Anh nấu gì em cũng thấy tự ngon vậy. Anh nấu gì em cũng thấy tự ngon vậy. Yên tâm, thề hỏi anh bây giờ gì hết. Dai quá. Thịt này ăn thứ không nên ăn nha mọi người. Răng mình được ăn một, ta không được ăn. Không được. Món anh Vinh nấu thế nào vậy chị? Ngon. Anh thấy ăn vừa chứ em. Anh này, năm thứ thì cũng không nên ăn. Tương ớt Chinsu, vạn món ngon bùng vị. Người sĩ là vậy đó. Người sĩ là vậy đó. Người sĩ là ăn uống vậy đó. Hồi nãy cái dĩa người ta bưng lên đẹp khủng khiếp, nghệ sĩ ăn vậy đó. Bóp như yêu thương mình á. Bóp yêu thương. Bóp vậy là không yêu thương nha. Tên miếng đường ơi. Thôi. Còn chấm với tương nữa. Vậy cho miếng đường, cho miếng đường. Cháy, đường cháy, đường chiên cháy. Thôi trộn, trộn đi. Sao chưa, sao lớn nhìn lửa thiệt lớn. Hết rồi. Dầu thiệt sôi hãy chào. Chào chưa, chào chưa. Chưa đủ sôi, chưa đủ sôi. Rồi mình bắt đầu chào mấy ao, mấy ao. Đừng bóp nữa, nó đau lắm rồi. Bỏ cho nhanh lên, đảo đều. Sôi chưa, sôi chưa. Rồi đảo đều. Rồi bớt lửa, lấy cái dĩa, gót dầu chưa. Đây. Lấy cái kia đảo kìa, lấy cái này đảo. Sôi rồi đó. Em tắt luôn. Rồi. Chào đi, chào đi. Trong lúc anh Thuận chiên em sẽ phép được làm chao bần mà. Chao bần là cái gì? Chao tráng, chao bần là cái này nè. Tương bần bà ơi. À, tương bần à. Nãy tương bần là chó gì vậy ta? Lửa lớn thật lớn nào. Ok chưa? Bên này có cần em phụ giúp gì không à? Thôi thôi làm luôn à. Mình phải trộn đi, trộn đều lên. Chị dạ, lại một lần nữa em. Không phải ý là bên đó đang là thiếu á. Heo nó mau chín lắm. Yari sáng tác là món bê lắc nha mọi người. Ồ, hay 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 hay. Vệ sinh, vệ sinh, vệ sinh. Ủa, trưng bày sao vậy? Thấm dầu, thấm dầu. 30 giây còn lại. Đây, để thử nào. Chị Harry trang trí hả? Gấp, bỏ vô đây, gấp, bỏ vô đây. Vừa chua mà vừa mặn. Thêm miếng đường em. Nhiều đi, đừng một miếng. Chán luôn á. Nửa đi à. Ồ, bên đây rất là fusion ha. Lau bếp, lau đồ cho đẹp đẽ nào. Ở đây múa gì á? Em thấm dầu. Được rồi, thấm rồi đó. Muốn rớt bây giờ. Cái dĩa nào đâu, để coi đi nào. Dạ, bên đây có rồi. 10 giây còn lại. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Lâm bị già đã có món. Ồ. Trời ơi, chưa về hết mà ăn rồi. Ăn thử biết. Ngon. Hết giờ rồi. Trời ơi. Hồi nãy giờ mà tôi làm chắc 15 chảo rồi đó. Ôi, cái trứng nó có dầu nó không chín dính vô cơm. Nếu mà làm vậy thì làm sao đóng được? Ở trong à, để đóng được cái trứng nha. Ừ, phải đóng trứng mà sao mà đóng trứng được. Đóng là cái gì ta? Gói à. À gói à. Dạ, gói bằng trứng á. Gói bà đó đóng. Không, không được đâu, không đủ đâu. Tại vì vấn đề là dày quá. Với lại nó cơm nó nhiều quá à. Vậy bớt cơm. Bây giờ để anh giúp cho được không? Dạ, anh giúp giùm em. Đây, ở bên nè. Này sao vậy? Anh đừng có hỏi em làm sao nữa. Em cũng không biết làm sao. Ừ. Lấy này bôi vô nè. Bôi này nè. Thì không bị hồi nãy giờ đúng tin anh em sai mấy lần rồi đó. Vậy thôi đi. Rồi bây giờ làm gì tiếp nhỉ? Anh cũng không biết nữa. Chiên không? Chị có cần hành không? Hành cần để trang trí.
vời anh Vinh ơi. Ha ha ha, đợi bên kia. Em ơi, dạ 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 dạ. Ơi, sao nó mỏng như vậy? Tại vì cái này ít cơm. Cái này không đủ cơm, có 1 miếng à. Bên này dư quá không xài cho nha. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Có tàu đi, một tờ thôi. Rồi lấy hết luôn. Em này thôi này, lấy lại đó. Đó. Lấy đi. Ở đó một tờ. Thank you. Ê, cái này là có nửa tờ à. Vô leo đâu, vô leo đâu rồi? Ơi, nó không dính, nó không dính. Nó không dính phải lấy cái nước trứng bôi vô là khi chiên nó tự động nó chín liền. Cắt đi, cắt đi. Đúng rồi, tại vì cái này nó đủ cơm, đủ đồ, bọn này còn thiếu. Ơi, bột ít ít thôi. Anh chiên chiếc cục này hả? Ê, nó giăng kêu quá vậy. Ê, lửa ăn cái này á. Nhỏ lửa lại, nhỏ lửa không lại. Bưng cái này cho bé luôn. Em không thấy cái kéo đâu luôn á. Em chan chan lên cho phía trên á. Ờ, lấy cái đũa lật đi. Này, cái này sao? Chiên cái đó chín xong rồi nhúng ra, chiên lại lần nữa. Rồi, còn dạ. Cái giữa của mình là cái nước vừa dùng về nhưng mà ổn á. Quá dữ dội. Chắc bớt rồi đi. Xong rồi. Xong rồi, đem ở đây nào. Dạ. Vớt ra, có đồ vớt, có đồ vớt. Trời ơi, một sự sáng tạo khủng khiếp. Vẫn là thương hiệu của tụi em à. Đón xem Bếp Vui Bùng Vị lúc 20 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh Vi Giải Trí. Đón xem siêu phẩm truyền hình Hàn Quốc Penthouse Cuộc Chiến Thượng Lưu độc quyền trên Vion.